Đây, sau đây là cho em khách 15 tuổi tự làm ra bốc đầu luôn. Nhất ba số luôn. À, xe đảo anh ơi. Yêu không? Đâu chạy tàn tàn nghe coi. Chở đầu hoài luôn. Lâu lâu gặp em trai khách này quá dữ rồi, thằng hiệu. À, làm nồi đó tới tối luôn rồi, dở hoài luôn. Đó, dở hoài luôn. Quá dữ luôn. Đây chiếc quay Alpha 110 mới nha anh em. Này đời 29. Chạy lâu ngày nổi tuột, nó giọng kình. Cái nồi này mới mở lần đầu luôn. Nồi zin. Của bà càng này nè, nó cái lỗi của nó là nó ngắn lắm, nó có 4 tép thôi. 1 2 3 4. Ngắn nữa, lấy mình làm lên 5 tép mà nó dài hơn. Thế nó sẽ độ bắt nó cao hơn ha. Cái này là do hãng à, nồi hãng thì nó vậy thôi. Bố nó so rồi. Cái chuồng heo nó rờ luôn rồi. Nó hơi giọng. Chuồng nó khuyết hơi. Ok. Bây giờ mình sẽ làm nồi tua đi dạo đi hàng ngày luôn. Ba anh em chạy có bảo hành cho anh em luôn. Làm nồi chạy tới mấy năm rồi. Làm đồng vô rồi. Cái tháp 300 nè, cái tháp Ý nè, tháp B, hẹt độ rồi mình nó làm hết rồi. Đây chiếc FZ150. Bộ nồi chiếc hẹt 150. Với lại cái quay 110. Ba bộ. Thì 150 thì mình làm nồi nè. Hai là bố lá sắt là xo, cái bộ này giống nhau hết, hai là bố lá sắt là xo, cái chuồng heo mình tán lại nó không có rờ nữa nha, nó có độ nhịp chút xíu nha anh em, chứ không được cứng nha, cứng nhắc nó không ngon, có độ nhịp chút. Rồi quay thì làm 4-5 tép nè, 1 2 3 4 5. Cái này cái lá cái bố nó dài hơn nè, hồi nãy bố zin nó có tới đây rồi à, mình lăn cái chuông này nữa, nồi nó rất là bắt. Đây thay là xo nè, chuồng heo làm lại luôn, nó không có rờ luôn à. Rồi cái chuồng heo này là của chiếc FZ nè à, rờ luôn. Ok bây à, giờ mình ráp vô ha, mấy cái mặt nhôm mình xử lý hết rồi, mình ráp vô xong rồi mình test cho anh em xem nó khác biệt như thế nào nè. Tranh thủ làm tới tăng cả đêm xong cho anh em nói. Đây, sau đây là cho em khách 15 tuổi tự làm ra bốc đầu luôn. Nhất ba số luôn. Quá dữ luôn. Em trai này có năng khiếu quá, 15 tuổi mà bốc đầu như điện luôn. À, xe đảo anh ơi. Em không? Đâu chạy tàn tàn nghe coi. Chở đầu hoài luôn. Lâu lâu gặp em trai khách này quá dữ rồi, thằng hiệu. À, làm nồi đó tới tối luôn rồi, chở hoài luôn. Đó, chở hoài luôn. Chở hoài luôn rồi.
không? Chạy tàn tàn rồi sang số ơi. Đâu, bóc con dìn nhiều không em? Bóc con dìn quá luôn anh ơi. Nó dìn vậy đâu có giả được không? Không. Nó è luôn hả? Được, nó è luôn à. À, nhiều tuổi em, nhiều tuổi rồi? Em 15 tuổi anh. Má 15 tuổi, tập bắt đầu lâu vậy? Em không biết, nó lên xe này tự dở luôn mà. Nhưng mà biết bốc cỡ lúc bao nhiêu tuổi? 14 tuổi hả? 14 tuổi đúng không? À ok, vừa ý đúng không? Trời, vừa quá vừa ý chứ mà. Ừ, vừa ý mốt giới thiệu bạn qua cho anh. Bao em luôn, Seawood nè, Ed nè, tay ga là anh làm hết. Bạn em chơi xe này nhiều lắm, nguyên cái lớp luôn mà. Lớp luôn hả? Mốt giới thiệu qua anh chơi. Rồi ok, cảm ơn em chơi nhiều. Quá đã, quá đã. Đó, và mình làm nè, AB dọn nè, AB 300 đầy đủ các loại xe luôn. Tiếp tục công việc buổi trưa mát mẻ của anh em nha. Rất ý đặc biệt quay video rất là chậm. Ba AB MXX S độ nữa. Xe trong nhà đang dọn đang làm. Đây Red 3 946 300 mi đầy đầu, 300 mi đầy giữa, 350 mới. Ý Red 3 Led. Mình làm đầy đủ rồi sang nha. Đây, những xe dọn, đang dọn những xe trong nhà nè.